Lá thư thứ hai ở Mỹ hỏi về thiền tông học Little Sài Gòn ngày 15 tháng 10 năm 2021 Kính gửi Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, số 273, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Xuân Nguyễn, nghề nghiệp nha sĩ, sống ở thành phố Garden Grove, sinh năm 1968, 53 tuổi. Tôi là người tu theo đạo Phật. Từ nhỏ tôi thích tìm hiểu các đạo vì tôi thấy đạo Phật có một hệ thống lý luận rất cao siêu. Tôi nghe trong đạo Phật có những danh từ như Thứ nhất, đạo Phật là đạo giác ngộ. Thứ hai, đạo Phật là đạo giải thoát. Thứ ba, đạo Phật là đạo khoa học. Thứ tư, đạo Phật có tinh hoa. Rồi đạo Phật tu có bốn chữ vân vân tôi cũng thường về Việt Nam để mua kinh sách ở các chùa để về nghiên cứu đạo Phật, để rõ thông các phần nêu trên, nhưng tôi cũng không tìm thấy được một chút nào về. một Giác ngộ của đạo Phật 2. Đạo Phật dạy công thức giải thoát ra sao 3. Đạo Phật là đạo khoa học ở khía cạnh nào 4. Đạo Phật có tinh hoa là cái gì? Vân vân Đặc biệt, mỗi khi tôi nghe nói có thầy giảng sư ở Việt Nam qua Mỹ giảng về đạo Phật, dù bất kỳ ở tiểu bang nào, tôi cũng đều mua vé máy bay đến nghe. Tôi cũng có hỏi các thầy giảng sư bốn yếu tố trên của đạo Phật, nhưng tôi đều thất vọng vì không có vị thầy nào giảng bốn đề tài nói trên. Năm 2020, tình cờ tôi có xem trên mạng YouTube thấy có bác Nguyễn Nhân viết ra 11 quyển sách viết về thiền tông học mà bác trình bày là pháp môn thứ sáu của Đức Phật bí mật truyền theo dòng thiền tông. Tôi cũng có xem trên mạng nghe bác Nguyễn Nhân trả lời tất cả những câu hỏi về thiền tông mà bác Nguyễn Nhân viết ra không từ chối một câu hỏi nào. Tôi lấy làm lạ tại sao bác nguyễn nhân không tu ngày nào cớ sao bác lại có kiến thức về đạo phật quá nhiều như thế cái lạ của tôi nhất là nhà nước việt nam cho toàn dân tự do tôn giáo tự do viết sách và phát biểu sách của bác nguyễn nhân xuất bản ra đàng hoàng gọi là hợp pháp cớ sao có nhiều thầy là tiến sĩ phật học chửi bác nguyễn nhân quá chừng không biết giáo hội phật giáo việt nam có đồng tình như vậy không mà lại làm thinh tôi thấy nhà nước việt nam rất tốt cho toàn dân được tự do tín ngưỡng thế mà mấy ông thầy chùa lại chửi người ta tôi thấy lạ quá tôi thấy đạo phật là đạo từ bi thế mà có mấy ông thầy tu chửi người ta rất khủng khiếp thôi thôi Chuyện của mấy ông tiến sĩ đạo Phật chửi là chuyện của các ông ấy Riêng tôi cũng xin cảm ơn nhà nước Việt Nam Đã cho 11 quyển sách của bác Nguyễn Nhân được xuất bản là quá dân chủ rồi Tôi cũng không quên cảm ơn Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu Đã mở trang mạng thiềntông.com Và cho phát ra những câu hỏi của độc giả Trong và ngoài nước hỏi bác Nguyễn Nhân về pháp môn thiền tông học này. Nhân đây, tôi có 30 câu muốn hỏi và anh Trương Nguyễn ở thành phố San Jose cũng có 31 câu hỏi muốn hỏi bác Nguyễn Nhân. Xin ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu hỏi bác Nguyễn Nhân giúp dùm chúng tôi. Mong bác trả lời cho tôi và anh Trương Nguyễn ở thành phố San Jose được rõ thông. Chúng tôi xin thành thật biết ơn. 30 câu hỏi của tôi là Xuân Nguyễn như sau. Câu hỏi 1 của Xuân Nguyễn ở Lít Tô, Sài Gòn. Kính thưa bác Nguyễn Nhân, cháu có nghe bác trả lời là Người tu theo đạo Phật, tu hay không tu gì cũng bị nhân quả hết. Cớ sao có chuyện lạ đời như thế? Người tu sai quyển giáo lý thì bị nhân quả đã đành Còn người không tu tại sao lại cũng bị nhân quả Xin bác trả lời câu hỏi này cho cháu Cháu xin cảm ơn bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 của Xuân Nguyễn ở Lít Tô, Sài Gòn Các cháu phải biết căn bản như sau Trái đất Nam Diêm Vù Đài này Do sức khúc vật lý của điện từ âm dương nên mới tồn tại. Loài người và vạn vật sống trên trái đất này dù tu hay không tu gì cũng bị nhân quả hết. Nhân quả này có ba loại. Loại 1. Nhân quả ở họ tộc. Làm vợ chồng, cha mẹ, ông bà con cháu với nhau gọi là nhân quả gia đình. Loại 2 nhân quả của người tu. Nếu người tu đúng quyển giáo lý của vị giáo chủ dạy, thì được nghiệp kéo đến nơi nào mà vị giáo chủ tổ chức dạy. Nếu người tu sai quyển giáo lý của vị giáo chủ dạy, thì cũng bị nghiệp kéo đến hai nơi như sau: nơi một, không chịu tu theo quyển giáo lý, mặc áo người tu đợi người ta đến cúng tiền cho mình xài tự mình tạo nhân quả làm hoa báo đạo phật là đạo giác ngộ giải thoát không biết giác ngộ giải thoát là gì mà cũng ngồi đó dạy người khác làm những chuyện không đúng với lời của đức phật dạy mục đích là để lừa người mê muội cúng tiền cho mình xài cũng tự mình mở nghiệp hoa báo để đi vào Nơi 2 Đạo Phật chỉ có bốn chữ là giác ngộ giải thoát. Không biết mà lại bày ra hiển linh, bán bùa bán phép để móc tiền của những người mấy muội. Tự mình mở con đường xuống địa ngục. Trên đây là người không tu, hay có tu gì cũng bị nhân quả hết. Câu hỏi 2 của Xuân Nguyễn ở Little Sài Gòn. Kính thưa bác Nguyễn Nhân, nhân quả gia tộc là sao thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của Xuân Nguyễn ở Lito Sài Gòn. Nhân quả gia tộc như sau: Cha mẹ nuôi con, hai con nuôi cha mẹ. Vợ nuôi chồng, hai chồng nuôi vợ. Vô cớ người thân hay bạn bè làm tiền với nhau, vân vân. Đây là nhân quả gia tộc đó. Câu hỏi 3 của Xuân Nguyễn ở Lít Sài Gòn Thưa bác, người thời văn minh phải tu theo đạo nào là đúng nhất với thời văn minh thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 3 của Xuân Nguyễn ở Lít Sài Gòn Người thời văn minh phải tu theo đạo khoa học vật lý là đúng với thời văn minh nhất đến đời văn minh không tu theo các đạo như đạo cúng cho cô hồn ăn đạo cầu xin cô hồn cho phước đạo lạy cô hồn để cô hồn giúp đỡ đạo nói chuyện mơ hồ có tính cách linh thiêng vân vân câu hỏi 4 của xuân nguyễn ở Lito, sài gòn thưa bác đạo khoa học vật lý là gì thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 4 của Xuân Nguyễn ở Lý Tô, Sài Gòn. Đạo khoa học vật lý là hành gì cũng bằng khoa học vật lý. Không làm những chuyện sai với khoa học vật lý. Thời khoa học vật lý mà đem những chuyện linh thiên quyền bí ra dạy người khác là làm chuyện quá lỗi thời. Câu hỏi 5 của Xuân Nguyễn ở Lý Tô, Sài Gòn. Kính thưa, Pháp môn giác ngộ và giải thoát quá thực tế Cớ sao không chùa nào dạy thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời cầu năm của Xuân Nguyễn ở Lít Sài Gòn Pháp môn giác ngộ và giải thoát quá thực tế Không chùa nào dạy là có nguyên do như sau Pháp môn giác ngộ và giải thoát này Dạy người tu rõ biết bằng khoa học Thế giới này là thế gian người ta tu là để lừa người khờ nên không ai chịu tu theo khoa học là giác ngộ và giải thoát cả. Câu hỏi 6 của Xuân Nguyễn ở Lito Sài Gòn: "Thưa bác, đã đi tu rồi mà sao còn ham tiền, bị làm hoa báo? Tại sao người ta không sợ, thưa bác?" Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 6 của Xuân Nguyễn ở Lito Sài Gòn tu mà lường gạt người ta để lấy tiền bị làm hoa báo chừng nào hoa báo đến sẽ hay bây giờ có tiền là tốt rồi chuyện làm hoa báo còn xa vời lắm còn tiền hiện tại là để đáp ứng nhu cầu đi đây đi đó của người tu hay không tu gì Câu hỏi 7 của Xuân Nguyễn ở Lito Tô, Sài Gòn Thưa bác, Người tu là do sợ ở thế gian nên vào chùa tu để không còn chuyện thế gian nữa Cớ sao vào chùa mà còn ham tiền thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 7 của Xuân Nguyễn ở Lít Tô, Sài Gòn Người ở thế gian, hai người tu gì cũng phải xài tiền cả Tu mà không có tiền, tu làm sao được Chừng nào bị nhân quả sẽ hay Bây giờ tu để có tiền xài là tốt nhất Thế gian tiền bạc buộc ràng Vào chùa tiền bạc và vàng cần hơn Thế gian làm lụng cực hơn Vào chùa gõ mỏ tiền hơn đi làm Người đời ai cũng tánh tham Nhân quả kệ nó cứ tham có tiền Có tiền thì xuống như tiên Luân hồi kệ nó có tiền là vua. Câu hỏi 8 của Xuân Nguyễn ở Lít Tô, Sài Gòn Thưa bác, tu viện là của đạo nào? Sao cháu thấy có thầy cất tu viện đem Phật vào thờ? Như vậy có đúng không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 8 của Xuân Nguyễn ở Lít Tô, Sài Gòn Tu viện là của đạo thánh tu viện mà đem Phật vào thờ là sai. Đạo Phật cất chùa để dạy bốn chữ giác ngộ giải thoát. Tu viện vào đó để ăn năn, sửa mình, sám hối chứ không phải để tu. Người cất tu viện mà đem Phật vào thờ thì người này không hiểu căn bản của các đạo nên mới thực hiện sai như vậy. Câu hỏi chính của Xuân Nguyễn ở Lít Sài Gòn Thưa bác, Tu viện là của đạo thánh Cớ sao có nhiều vị đem Phật vô thờ là sao Tại sao các thầy tu theo đạo Phật mà không hiểu Hay là vì các thầy không chịu nghiên cứu kỹ đạo Phật Hay các thầy không chịu học giáo lý của Đức Phật dạy Có phải không thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu chính của Xuân Nguyễn ở Lý Tô Sài Gòn Người tu chân chính Tu bất cứ đạo nào cũng phải học cái thông quyển giáo lý của đạo đó thực hành đúng quyển giáo lý nữa là người tu chân chính còn người tu mà không chịu học quyển giáo lý của đạo mình tu thì người này chắc chắn là tu giả tức tu không học giáo lý mục đích tu là để người khác cúng tiền cho mình xài đây là xu hướng hiện nay thời buổi tiền vàng Câu hỏi 10 của Xuân Nguyễn ở Little Sài Gòn Thưa bác, trong đạo Phật có pháp môn trung thừa Pháp môn này tu để được gì thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 10 của Xuân Nguyễn ở Little Sài Gòn Trong đạo Phật có pháp môn trung thừa Tu đã hành nghề giảng sư đạo Phật để kiếm tiền Nghề này giàu lắm người tu pháp môn trung thừa thật đúng để hành nghề giảng sư thì người này bắt buộc phải học cho thông tất cả các loại kinh của đức phật dạy như 12 quyển kinh đại thừa một bộ sách duy thức học hai quyển kinh tịnh độ 37 pháp ngồi thiền quán tưởng của pháp môn tiểu thừa hai bộ kinh trường a hàm và trường bộ 36 quyển sách luận của tổ thiền tông tất cả những nguyên sách luật của các thiền sư Trung Hoa và Việt Nam, vân vân Thì người này mới đi làm giảng sư được. Còn nếu không học đủ các phần nói trên mà lại đi giảng đạo, thì chắc chắn người này giảng sai. Nói đúng hơn là đi giảng để kiếm tiền. Câu hỏi 11 của Xuân Nguyễn ở Lito Sài Gòn Thưa bác, Người tu theo pháp môn đại thừa đạo Phật để được gì thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 11 của Xuân Nguyễn ở Little Sài Gòn. Người tu theo pháp môn đại thừa đạo Phật là để thành kỹ sư đạo Phật. thành nghề kỹ sư. Thành nghề này trở thành tỷ phú dễ như chơi. Người tu theo pháp môn đại thừa đạo Phật, người này phải có kiến thức khoa học vật lý thì tu mới đúng được. Còn người tu đại thừa mà không có kiến thức khoa học Phật lý thì người này tu để lừa người. Câu hỏi 12 của Xuân Nguyễn ở Little Sài Gòn. Thưa bác, trong đạo Phật có pháp môn mật chú tông, vậy tu theo pháp môn mật chú tông để được gì thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 12 của Xuân Nguyễn ở Little Sài Gòn. Trong đạo Phật có pháp môn mật chú Người tu theo pháp môn mật chú Có hai mục đích chính Gồm Một Tu để làm thầy bùa hay thầy phép Hai Tu để làm thần y trị bệnh Người tu theo đạo Phật Mà tu theo mật chú tông Làm giàu dễ nhất Mật chú tu là để có hiển linh Câu hỏi 13 của Xuân Nguyễn ở Lý Tô, Sài Gòn. Thưa bác, trong đạo Phật có pháp môn Tịnh độ tông, vậy pháp môn Tịnh độ tông này tu có dễ không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 13 của Xuân Nguyễn ở Lý Tô, Sài Gòn. Trong đạo Phật có pháp môn Tịnh độ tông. Pháp môn Tịnh độ tông này người tu để sau khi chết được vãng sanh lên nước trời cực lạc để hưởng hai phần một hưởng an vui trong thanh tịnh hai học công thức giải thoát người tu theo pháp môn tịnh độ tông này người này phải thật giàu có mới tu được còn người nghèo tu không có hiệu quả vì sao vì tu theo pháp môn tịnh độ tông là tự mình bỏ tiền ra làm phước thiện vì vậy có tiền nhiều mới đi làm phước thiện được Còn nghèo mà tu theo pháp môn tịnh tổ tông Thì có chừng bị nhân quả Làm hoa báo hay xuống địa ngục đó Câu hỏi 14 của Xuân Nguyễn ở Lít Tô, Sài Gòn Thưa bác, tại sao một vị Phật ra đời dạy đạo Mà phải có các vị thánh, thần, tiên trợ giúp thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 14 của Xuân Nguyễn ở Lít Sài Gòn. Cháu phải biết vị Phật là ai? Phật là vị Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh ở cõi trời đau xuất. Xuống trái đất Nam Diêm Phù Đời này, lập đạo giác ngộ và giải thoát. Đạo Phật là đạo trùm khắp, cái gì cũng biết hết, Trái đất này là do ba ban vệ thần thánh tiên quản lý. Nếu không có ba ban này thì làm sao Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật được. Do đó phải có ba ban vệ thần thánh tiên trợ giúp thì vị Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh mới lập ra đạo Phật được. Hơn nữa, ở trái đất này là do thập loại thánh làm chủ hiển linh nếu không có ba ban bệ thần thánh tiên trợ giúp thì làm sao Thế tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở trái đất này được? Câu hỏi 15 của Xuân Nguyễn ở Tô, Sài Gòn. Thưa bác, người tu theo ba đạo thần, thánh, tiên để được gì thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 15 của Xuân Nguyễn ở Tô, Sài Gòn. Người tu theo ba đạo thần thánh tiên sẽ được như sau Người tu theo đạo thần sau khi chết được làm con của thần Người tu theo đạo thánh sau khi chết được làm con của thánh Người tu theo đạo tiên sau khi chết được làm con của tiên Câu hỏi 16 của Xuân Nguyễn ở Lít Sài Gòn Thưa bác, Người tu theo ba đạo thần, thánh, tiên có được giải thoát không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 16 của Xuân Nguyễn ở Tô, Sài Gòn. Người tu theo ba đạo thần, thánh, tiên là để làm con của các vị thần, thánh, tiên này thì làm sao giải thoát được? Muốn tu giải thoát phải tu theo đạo nào chuyên dạy giải thoát vào đạo đó tu mới giải thoát được. Câu hỏi 17 của Xuân Nguyễn ở Lít Tô Sài Gòn Thưa bác, đạo Phật tu để được thành Phật Thành Phật thì làm sao giải thoát được thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 17 của Xuân Nguyễn ở Lít Tô Sài Gòn Vậy cháu chưa hiểu khái niệm của đạo Phật rồi Người tu theo đạo Phật là để trở về Phật giới sống Phật giới không có sức cuốn hút của điện tử âm dương nên thành Phật, không có sinh tử. Còn thành thần thánh tiên là còn ở trái đất và tam giới này. Còn xuất quốc vật lý của điện tử âm dương nên còn sinh tử. Câu hỏi 18 của Xuân Nguyễn ở Lít Sài Gòn Thưa bác, cháu thấy trong đạo Phật có tu viện Vậy người tu theo đạo Phật mà vào tu viện tu có giải thoát được không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 18 của Xuân Nguyễn ở Lít Sài Gòn. Trong Đạo Phật không có tu viện. Tu viện là của Đạo Thánh. Người vào tu viện để cầu sinh Thánh Ban Phước. Người cất ra tu viện để cầu sinh Phật Ban Phước. Đức Phật đâu có Phước mà ban cho người cầu sinh. Người cất tu viện này, họ không hiểu tổ chức của Đạo Phật nên họ mới tưởng tượng ra để cất tu viện đem phật vào thờ là sai một trăm phần trăm cầu xin phật ban phước nữa là sai một phần ngàn Câu hỏi 19 của Xuân Nguyễn ở Lý Tô, Sài Gòn Thưa bác, mục đích sau cùng của Đức Phật lập ra đạo là để dạy gì thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 19 của Xuân Nguyễn ở Lý Tô, Sài Gòn mục đích sâu cùng của Đức Phật lập ra đạo là để dạy người tu có bốn chữ giác ngộ giải thoát. Nhưng dạy theo khoa học vật lý, người nào muốn tu theo đạo Phật thì người này phải có kiến thức khoa học vật lý thì mới tu được. Người nào không có kiến thức khoa học vật lý mà tu theo đạo Phật sẽ trở thành người máy tính. Tu mà ham tiền nữa là ham làm quá báo hay ham xuống địa ngục sống vậy? Câu hỏi 20 của Xuân Nguyễn ở Lít -tô, Sài Gòn Thưa bác, các đạo, đạo nào cũng có một pháp môn tu Cớ sao đạo Phật có đến 6 pháp môn tu, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 20 của Xuân Nguyễn ở Lít -tô, Sài Gòn Sở dĩ đạo Phật có sáu pháp môn tu là có nguyên do như sau chánh gốc của đạo phật dạy cho người tu là để trở về phật giới nhưng vì pháp môn trở về phật giới này thời kỳ độ đồ đồng đức phật dạy ra không ai hiểu mà còn chửi đức phật là ông thầy bị điên nên đức phật phải bày ra sáu pháp môn tu là vậy pháp môn trở về phật giới này thời văn minh nguyên tử nói ra mà còn bị chửi là người tu bị bệnh tâm thần, hoang tưởng, muốn chi là người thời kỳ độ đồng. Câu hỏi 21 của Xuân Nguyễn ở Lito Sài Gòn. Thưa bác, người văn minh tu theo đạo Phật kiến thức phải như thế nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 21 của Xuân Nguyễn ở Lito Sài Gòn. Kiến thức người văn minh tu theo đạo Phật thì người này phải có kiến thức khoa học vật lý người nào mà kiến thức còn cầu sinh lại lục người khác thì không tu theo đạo phật khoa học vật lý được thời văn minh khoa học vật lý này mà còn đi cầu sinh lại lục người khác thì người này đó còn ấu trĩ của người sống thời kỳ đồ đá đồ đồng không phải là người văn minh khoa học vật lý nên không tu theo khoa học vật lý được Câu hỏi 22 của Xuân Nguyễn ở Lito Sài Gòn. Thưa bác, người thời văn minh khoa học phải tìm hiểu đạo Phật như thế nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 22 của Xuân Nguyễn ở Lito Sài Gòn. Người thời văn minh khoa học vật lý muốn tìm hiểu đạo Phật thì phải có những kiến thức như sau. Hiểu Đức Phật phải bằng khoa học. Đức Phật dạy gì cũng bằng công thức khoa học Phật lý chứ không phải dạy linh thiêng. Đức Phật dạy có 6 pháp môn tu chứ không phải 84.000 pháp môn tu. Người nào nói Đức Phật dạy 84.000 pháp môn tu thì người này tưởng tượng ra chứ không phải là của Đức Phật dạy. Câu hỏi 23 của Xuân Nguyễn ở Lito Sài Gòn. Thưa bác Đạo Phật là đạo khoa học vật lý Cớ sao các chùa không biết Vậy các thầy cất chùa ra để làm gì thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 23 của Xuân Nguyễn ở Lít Sài Gòn Đạo Phật là đạo khoa học vật lý Nhưng các chùa không biết Vì các thầy cất chùa là để nhiều người đến cúng tiền Chớ đạo Phật dạy tu có bốn chữ Giác ngộ, giải thoát, cháu phải biết trong các đạo chỉ có đạo Phật là dễ tu nhất tu có bốn chữ học một ngày là sống hết câu hỏi 24 của Xuân Nguyễn ở Tô, Sài Gòn thưa bác đạo Phật là đạo khoa học vật lý các thầy cất chùa ra để người khác đến cúng tiền đồng nghĩa các thầy làm vậy là để lường gạt người mê muội không thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 24 của Xuân Nguyễn ở Lít Sài Gòn. Đạo Phật là đạo khoa học Phật lý. Các thầy cất chùa là để người khác đến cúng tiền. Đồng nghĩa là các thầy lường gạt người mê mũi đó. Đạo Phật là đạo giác ngộ, giải thoát. Liệu tu được thì tu, không tu được thì thôi. Tu là để kiếm tiền, là tự mình mở con đường làm hoa báo Hay địa ngục đó Câu hỏi 25 của Xuân Nguyễn Ở Lít Sài Gòn Thưa bác Nhân quả có bao nhiêu loại? Thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 25 Của Xuân Nguyễn ở Lít Sài Gòn Nhân quả có 3 loại Gồm 1. Nhân quả ở gia đình 2. Nhân quả của người tu Mà không học giáo lý lại đi đường gạt người mấy mũi, lấy tiền của những người này ba nhân quả của người chê chửi phá cướp triệt tiêu pháp môn thiền tông câu hỏi 26 của xuân nguyễn ở lý sài gòn thưa bác tất cả người tu theo đạo phật ai cũng phải hiểu giống nhau cớ sao mỗi thầy giảng đạo một kiểu thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 26 của Xuân Nguyễn ở Lý Sài Gòn. Nguyên tắc, tất cả mọi người tu theo Đạo Phật, tất cả mọi người phải hiểu giống nhau. Nhưng mỗi thầy giảng đạo một kiểu là có nguyên do như sau. Những thầy giảng đạo mà không giống nhau, thì những thầy này tu mà không chịu học giáo lý của Đức Phật dạy, nên mỗi thầy giảng một kiểu. Câu hỏi 27 của Xuân Nguyễn ở Little Sài Gòn Thưa bác, những thầy tu theo đạo Phật mà đi giảng đạo không giống nhau có bị nhân quả gì không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 27 của Xuân Nguyễn ở Little Sài Gòn Những thầy tu theo đạo Phật mà đi giảng đạo không giống nhau Tùy theo hành động của thầy mà bị nhân quả như sau Một, thầy giảng đạo mà không giống nhau, không lấy tiền của ai thì không bị nhân quả gì. 2. Thầy giảng đạo mà không giống nhau, mục đích của thầy là lấy tiền của người khác thì thầy này bị nhân quả làm hoa báo. 3. Thầy giảng đạo mà không giống nhau, nhưng cho ta là giảng đúng lời của Đức Phật dạy thì thầy này bị nhân quả xuống địa ngục. Câu hỏi 28 của Xuân Nguyễn ở Lito Sài Gòn. Thưa bác, tiêu chuẩn của thầy đi giảng đạo gọi là giảng sư đạo Phật phải có bằng cấp như thế nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 28 của Xuân Nguyễn ở Little Sài Gòn. Danh gọi của thầy đi giảng đạo gọi là giảng sư đạo Phật. Trong đạo Phật có nhiều pháp môn tu, thầy giảng pháp môn nào thì phải có bằng giảng sư của pháp môn đó thì mới đúng là một vị giảng sư đúng hiệu. Còn giảng sư mà không có bằng cấp của pháp môn thì thầy này là giảng sư giả hiệu. Giảng sư giả hiệu thì có hai con đường để đi. Một, đi làm hoa báo. Hai, đi xuống địa ngục. Câu hỏi 29 của Xuân Nguyễn ở Lito Sài Gòn. Thưa bác, làm sao biết giảng sư chính hiệu và giảng sư giả hiệu thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 29 của Xuân Nguyễn ở Lít Sài Gòn. Cháu muốn biết giảng sư chính hiệu và giảng sư giả hiệu thì cháu nhìn vị giảng sư này giảng. Giảng pháp môn nào thì giảng rất đúng pháp môn đó, không sai một nét nào. Cho người nghe hỏi tự do mà không từ chối câu hỏi nào. Đây là giảng sư chính hiệu Còn giảng sư giả hiệu Cháu nhìn vị giảng sư này sẽ có ba không Không có bằng cấp giảng sư pháp môn Không giảng chuyên đề pháp môn đạo Phật Mà giảng chuyên đề khác Không cho người hỏi tự do về đạo Phật Đây là giảng sư hoàn toàn giả hiệu Câu hỏi 30 của Xuân Nguyễn ở Lít Sài Gòn Thưa bác, tại sao đạo Phật lập ra lại rất khó? Thưa bác, bác Nguyễn Nhân trả lời câu 30 của Xuân Nguyễn ở Lít Sài Gòn Các đạo ở trái đất này tổ chức là để Cầu sinh, lại lục, cúng Còn đạo Phật và đạo dạy khoa học Giải công thức giác ngộ, giải thoát, không phù hợp với trái đất này, nên rất khó là vậy. Đạo Phật mà muốn lập ra dễ, thì cũng phải tổ chức. Đạo cầu sinh, đạo lại lục, đạo cúng thì sẽ dễ. Bác Nguyễn Nhân cảm ơn cháu Xuân Nguyễn đã hỏi. Tiếp theo là 31 câu hỏi của anh Trương Nguyễn ở thành phố San Jose, tiểu bang California, Mỹ. Câu hỏi 1 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thưa bác, tại sao trong đạo Phật có 6 pháp môn tu mà pháp môn nào cũng sử dụng chữ tông sau cùng là ý nghĩa gì? Ví dụ, 1. Tiểu Thừa Tông, 2. Trung Thừa Tông, 3. Đại Thừa Tông, 4. Tịnh Độ Tông, 5. Mật Chú Tông, 6. Thiền Tông, Vậy chữ tông này là nghĩa gì thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 1 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose. Sáu pháp môn tu trong đạo Phật như sau. 1. Tiểu thừa tông. 2. Trung thừa tông. 3. Đại thừa tông. 4. Tịnh độ tông. 5. Mật chú tông. 6. Thiền tông. Pháp môn nào nó cũng đi theo tông pháp của nó Mỗi pháp môn tu đều có thành quả riêng Nên Đức Phật gọi là tông pháp Còn riêng pháp môn thiền tông Là pháp môn Đức Phật bí mật truyền theo dòng thiền đặc biệt Nên gọi là thiền tông Câu hỏi 2 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Thưa bác, chúng cháu muốn tu theo đạo Phật mà không bị sai Thì cơ bản chẳng phải tìm hiểu gì trước nhất, thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 2 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Chúng cháu muốn tu theo đạo Phật mà không bị sai thì cơ bản cháu phải tìm cho được quyển giáo lý của pháp môn mà cháu muốn tu. Học trước, học cho hiểu căn bản của pháp môn đó thì cháu tu mới không sai. Còn cháu tu theo đạo Phật mà không có căn bản này mà nhào vô đạo Phật tu thì chắc chắn 100% cháu tu sai mà người xung quanh gọi là cháu tu mù. Câu hỏi 3 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thưa bác, cháu muốn tìm đến các chùa để nghe các thầy giảng đạo Phật, cơ bản cháu phải tìm hiểu như thế nào để nghe các thầy giảng đúng chánh pháp của Đức Phật dạy? Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 3 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose cháu muốn tìm đến các chùa để nghe các thầy giảng đạo Phật. Cơ bản cháu phải tìm hiểu các phần như sau, thì cháu mới nghe được chánh pháp của Đức Phật dạy. Gồm một Thầy giảng đề tài gì? 2. Danh thầy giảng là ai? ba Thầy có bằng cấp giảng sư pháp môn không? 4 thì có cho người thắc mắc hỏi tự do không các chùa nào tổ chức giảng đạo cho người đến nghe mà có bốn tiêu chuẩn nói trên thì chùa đó tổ chức giảng đạo mới đúng chánh gốc đạo phật được còn chùa nào tổ chức giảng đạo mà không thực hiện bốn phần nói trên thì chùa này tổ chức không đúng với lời của đức phật dạy đừng đến nghe làm gì cho mất công mất thời giờ Câu hỏi 4 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Thưa bác, tại sao người chửi Đức Phật mà tội lại không nặng bằng Kinh chê pháp môn thiền tông học này? Thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 4 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Đức Phật có dạy Người chửi Đức Phật tội nặng nhất là bị nhân quả xuống 18 tầng địa ngục sống 18.000 năm Dần dần rồi cũng hết tội còn kinh chơi pháp môn thiền tông học này bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn không khi nào trở lại làm người được nữa nên tội nặng hơn là vậy câu hỏi năm của chư nguyễn ở thành phố san jose thưa bác hiện nay cháu thấy nhiều thầy ở việt nam qua mỹ giảng đạo phật mà giảng cái gì bốn chữ giác ngộ và giải thoát không nói đến vậy những thầy này có bị nhân quả gì không thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu năm của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Cháu thấy nhiều thầy ở Việt Nam qua Mỹ giảng đạo, không giảng bốn chữ giác ngộ giải thoát, nhưng không nhận tiền của người khác, thì không bị nhân quả gì. Còn thầy ở Việt Nam qua Mỹ giảng đạo Phật, mục đích là để kiếm tiền, thì thầy tự đi tìm nhân quả đó. Còn nhân quả nặng hay nhẹ là do thầy nhận tiền của người ta nhiều hay ít mà thôi. Câu hỏi 6 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thưa bác, những thầy ở Việt Nam qua Mỹ giảng đạo Phật mà chuyên giảng bốn chữ giác ngộ giải thoát. Những người ở Mỹ cúng cho thầy nhiều tiền. Thầy có bị nhân quả không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 6 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose những thầy ở Việt Nam qua Mỹ giảng đạo mà chuyên giảng bốn chữ giác ngộ giải thoát thì những người ở Mỹ cúng cho thầy này bao nhiêu tiền cũng không sao không bị nhân quả gì cả mà cúng dường cho vị thầy này có công đức đó câu 7 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose thưa bác những thầy ở Việt Nam qua Mỹ giảng đạo Phật mà không giảng bốn chữ giác ngộ giải thoát mà chúng cháu cúng tiền cho thầy này. Chúng cháu có công đức không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 7 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose. Những thầy ở Việt Nam qua Mỹ giảng đạo Phật mà không giảng bốn chữ giác ngộ giải thoát mà chúng cháu cúng tiền cho thầy này. Chúng cháu không có công đức, không có phước đức mà chúng cháu còn có ác đức nữa. Vì sao? vì chúng cháu tiếp tay để phá hoại đạo Phật, giúp cho những thầy lừa đảo này có phương tiện đi nước này nước kia bêu xấu đạo Phật. Đạo Phật là tinh hoa của nhân loại, thầy là đại diện cho Phật mà không biết giác ngộ giải thoát là gì, mà cũng đi nước này nước kia giảng, không phải bêu xấu đạo Phật là gì? Câu hỏi 8 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thưa bác, Tại sao các thầy tu theo đạo Phật không biết giác ngộ giải thoát là gì mà được cấp phép đi giảng đạo? Sao có chuyện lạ vậy? Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 8 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Phần này bác không biết. Nguyên tắc các thầy đi giảng đạo thì phải có bằng cấp giảng sư đạo Phật thì mới đi giảng đạo được. Còn nơi thầy đến giảng đạo phải bắt buộc thầy trưng ra các phần như sau một bằng giảng sư đạo Phật hai giảng pháp môn nào của đạo Phật phải nêu rõ ràng ba có bản ghi câu tôi trả lời tất cả mọi thắc mắc của kháng kính giả bị thầy nào có đủ ba phần nêu trên thì mới cho thầy này ngồi giảng đạo câu hỏi chính của Trương nguyễn ở thành phố San Jose thưa bác Cháu nghe trên mạng nói Phật giáo Việt Nam có gần 70 vị tiến sĩ Phật học Sao cháu không thấy các vị tiến sĩ Phật học này qua Mỹ giảng đạo Phật Chắc các vị tiến sĩ Phật học này giảng đạo Phật hay lắm có phải không thưa bác Các vị này giảng đạo Phật giác ngộ giải thoát hay lắm có phải không thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu chính của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Thông thường thầy có bằng giảng sư đạo Phật thì đã giảng quá hay rồi còn các vị tiến sĩ Phật học mà đứng ra giảng đạo Phật nữa thì còn hay gấp trăm lần giảng sư bình thường đó cháu. Câu hỏi 10 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thưa bác, hiện nay đạo Phật có rất nhiều thiền sư Phật học, nhất là ở Học viện Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Có rất nhiều thiền sư làm giáo sư đạo Phật ở Học viện này. Thật là danh dự cho đạo Phật ở Việt Nam nói chung, còn nói riêng cho đạo Phật ở thành phố Hồ Chí Minh. tuổi cháu mong rằng các vị này qua Mỹ giảng đạo thì chúng cháu mừng lắm. Chúng cháu có ý vậy, có đúng không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 10 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose. Chúng cháu có ý định như vậy là phải. Khi nào các vị này qua Mỹ giảng đạo, các cháu nên ủng hộ các vị này có công đức nhiều lắm. Câu hỏi 11 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thưa bác Chúng cháu đang ở Mỹ, muốn mua quyển giáo lý của đạo Phật để tìm hiểu đạo Phật, nhưng chúng cháu không thấy nơi nào bán. Vậy ở Việt Nam có bán quyển giáo lý của đạo Phật này không thưa bác? Ở đâu bán thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 11 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose. Chúng cháu ở Mỹ mà muốn mua quyển giáo lý của đạo Phật ở Việt Nam thì chúng cháu nhờ người thân ở Việt Nam đến các chùa nào có bán kinh sách Phật thì có bán quyển giáo lý đạo Phật. Chùa nào cũng có bán hết. Câu hỏi 12 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thưa bác, trong đạo Phật nói câu thầy mù mà dẫn đám mù đi theo, ý Đức Phật muốn nói gì thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 12 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Ý Đức Phật dạy thầy tu mà không chịu học giáo lý của Đức Phật dạy, gọi là thầy mù, mà còn dám ngồi đó giảng đạo cho người khác nghe nữa. Đức Phật ví thầy này như thầy mù, mà còn dẫn một đám người mù đi theo mình nữa, thật là bướng bỉnh vậy. Câu hỏi 13 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Thưa bác, tại sao người đi nghe các thầy dạy đạo Phật mà Đức Phật lại ví những người này là những người mù, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 13 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Đức Phật ví những người đi nghe giảng đạo Phật là những người mù là có nguyên do như sau. Theo nguyên tắc, bất cứ người nào vào tu theo các đạo thì trước nhất phải tìm mua quyển giáo lý học trước. Học xong quyển giáo lý, có chỗ nào không hiểu mới đi nghe các thầy dạy đạo Phật. Sẵn đó mới hỏi những gì mà mình không biết Nhưng vì người tu theo Đạo Phật Không hiểu nguyên lý này Hãy cứ nghe nơi nào có thầy giảng Đạo Phật Là đến nghe Tức mình là người mù Nên Đức Phật chê Người không học giáo lý của Đức Phật dạy Là người mù Là vậy Câu hỏi 14 của Chương Nguyễn Ở thành phố San Jose Thưa bác Tụi cháu đi nghe các vị giảng sư giảng Đạo Phật nếu không học giáo lý trước mà đi nghe giảng đạo Phật, như vậy chúng cháu là những người mù, có phải không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 14 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose. Đúng vậy, bất cứ ai đi nghe giảng đạo Phật mà không học giáo lý trước thì Đức Phật gọi người đó là người mù. Đã mang danh người mù mà đi nghe giảng đạo Phật. Nếu cháu đi truyền bá cho người khác nghe nữa Thì cháu bị nhân quả ác đó Thầy xuống địa ngục Cháu cũng xuống theo Câu hỏi 15 của Trương Nguyễn Ở thành phố San Jose Thưa bác Như vậy chúng cháu Một đám đông ngồi nghe các vị giảng sư giảng đạo Phật Mà không học quyển giáo lý trước Như vậy chúng cháu là đám người mù phải không thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 15 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose đúng vậy người tu theo đạo phật trước hết phải tìm mua quyển giáo lý học trước để phá bớt mây mù của thế giới vật lý điện từ âm dương này có chỗ nào chưa hiểu thì mới đi nghe các vị giảng sư đạo phật giảng chỗ nào trong giáo lý chưa hiểu mình hỏi giảng sư còn mình chưa biết cơ bản đạo phật mà đi nghe thầy giảng sư đạo phật thì mình biết gì mà hỏi vì vậy, Đức Phật ví mình là người mù. Còn mình ngồi một đám đông nghe giảng đạo mà chưa học giáo lý trước, thì Đức Phật nói mình là một đám người mù. Câu hỏi 16 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Thưa bác, thầy mù mà dẫn đám người mù đi theo, thầy mù bị nhân quả. Vậy những người mù đi theo thầy mù có bị nhân quả không, thưa bác? bác Nguyễn nhân trả lời câu 16 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose. Người mù đi theo thầy mù không bị nhân quả gì hết. Mà thầy mù rớt xuống địa ngục thì người mù này đi theo thầy cũng rớt theo xuống địa ngục. Câu hỏi 17 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thưa bác, nhân quả của thầy mù đi giảng đạo như thế nào? Thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 17 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thầy giảng đạo đã học xong Nguyễn giáo lý nhưng thầy chưa kiến bằng tánh Phật của thầy. Tức thầy đã hiểu khái niệm về đạo Phật. Thầy nhiệt tình đi giảng đạo mà không lấy tiền của người khác. Thì thầy không bị nhân quả gì hết. Còn thầy giảng đạo mà không học Nguyễn giáo lý. Thầy cố tình đi giảng đạo để kiếm tiền thì thầy này bị hai lớp nhân quả một là làm qua báo hai là sau khi hết nghiệp làm qua báo phải xuống địa ngục sống câu hỏi 18 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose thưa bác hiện nay có rất nhiều thầy đi giảng đạo cùng một đề tài mỗi thầy giảng một kiểu cớ sao các thầy không giảng giống nhau thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 18 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Cùng một đề tài mà các thầy giảng không giống nhau là có nguyên do như sau. Vì các thầy này không chịu học giáo lý của pháp môn mà thầy đứng giảng, nên mỗi thầy giảng một kiểu, không thầy nào giảng giống thầy nào. Câu hỏi 19 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thưa bác, Người tu theo đạo Phật phải sống như thế nào mới gọi là người tu theo đạo Phật chân chánh thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 19 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose Người tu theo đạo Phật phải khép mình sống vào bốn phần như sau Thì mới gọi là người tu theo đạo Phật chân chính Một, tuyệt đối khi tính gì cũng phải bằng trí tuệ thật sáng suốt Không mê tín gì đoan hai tuyệt đối có gia đình phải lo cho gia đình 3. tuyệt đối có tổ quốc phải lo cho tổ quốc 4. không lo chuyện không thực tế nhất là chuyện linh thiêng câu hỏi 20 của trương nguyễn ở thành phố san jose thưa bác ở thế gian này đạo nào là cao quý nhất thưa bác bác nguyễn nhân trả lời câu 20 của trương nguyễn ở thành phố san jose ở thế gian này chỉ có đạo làm người là cao quý nhất Sống trong nhân, nghĩa, lễ, trí tính là cao quý nhất Có gia đình, lo cho gia đình là cao quý nhất Có tổ quốc, lo cho tổ quốc là cao quý nhất Câu hỏi 21 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Thưa bác, người phá hay cướp thiền tông bị đầy xuống hầm lửa lớn khi nào mới trở lại làm người? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 21 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Người phá hay cướp thiền tông bị đầy xuống hầm lửa lớn, không trở lại làm người được. Vì sao? Vì người này bị hầm lửa lớn đốt cháy hết phước đức và ác đức, nên không trở lại làm người được. Câu hỏi 22 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thưa bác, Đạo Phật khoa học Thiền tông tại sao không dạy vào thời kỳ đồ đồng? Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 22 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose. Vì người sống vào thời kỳ đồ đồng họ không hiểu những danh từ khoa học vật lý nên Đức Phật không dạy đạo khoa học vật lý Thiền tông vào thời kỳ đồ đồng được. Đó là lý do Đức Phật không dạy vào thời kỳ đồ đồng là vậy. Câu hỏi 23 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Thưa bác, tại sao người tu theo thiền tông mà lại phá thiền tông? Thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 23 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Người tu theo thiền tông mà lại phá thiền tông Có hai dạng người Một, người quá ghét pháp môn thiền tông nên họ phá Hai, những người hành nghề bắn bùa bắn phép Họ rất ghét pháp môn thiền tông nên họ phá. Câu hỏi 24 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thưa bác, những người phá hay cướp thiền tông là loại người nào thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 24 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Những người phá hay cướp thiền tông có hai dạng người. Một, người có lòng tham quá mức. Hai, những người giả tu theo đạo Phật để kiếm tiền. Hai giả dạ người này họ mới phá hay cướp tiền tông. Câu hỏi 25 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thưa bác, con vi trùng có chịu quy lực điện từ âm dương không? Con vi trùng bị nhân quả gì mà phải làm loài vi trùng thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 25 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose ở thế giới nhân quả do sức cuốn hút vật lý của điện từ âm dương nên bất cứ loại nào cũng bị quy luật vật lý của điện từ âm dương cả con vi trùng không ngoại lệ vì trung ấm thân của con vi trùng bị hầm lửa lớn đốt cháy hết phước đức và ác đức nên không trở lại mang thân người được mà phải mang kiếp con vi trùng chuyên ăn thịt thối vì còn điện từ âm dương nên sinh sản bằng cách chia thân Câu hỏi 26 của Chương Nguyễn ở thành phố San Jose Thưa bác, trong bài kệ sám hối thiền tông có câu Trong ánh bụi hằng xa số Phật, khắp nơi nơi Bồ Tát hồi vào là ý nghĩa gì thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 26 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Đức Phật dạy Trong bài kệ sám hối thiền tông có câu Trong ánh bụi hằng xa số Phật, khắp nơi nơi bồ tát hồi vào là có ý nghĩa như sau ở trong không gian này hạt bụi là nhỏ nhất nhưng trong hạt bụi này vi diệu vô cùng một hạt bụi có thể nén vào rất nhiều kiến thức khi kiến thức được nén vào hạt bụi rồi thì hạt bụi này có công phá rất mạnh có thể phá tan một quả núi Cháu học Phật thì phải có trí tuệ khoa học siêu đẳng thì mới hiểu lời của Đức Phật dạy được. Câu hỏi 27 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Thưa bác, theo suy nghĩ của con, khi Thiền Tông hiện diện ở nơi nào đó, thì các vị Phật sẽ phân thân hoặc hóa thân đến chứng minh. Có phải vậy không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 27 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Phần này bí ẩn lắm, không thể nói cho đại chúng nghe được. Khi nào quyển giáo lý đạo Phật học vật lý thiền tông Việt Nam xuất bản thì cháu sẽ biết. Câu hỏi 28 của Chương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thưa bác, ở hội Lăng Nghiêm, Đức Phật có hỏi ngài A Nan về bảy chỗ ở của tâm và mắt, thất xứ trưng tâm, nhưng đều bị Đức Phật bác ra. Xin bác giải thích cho con, tại sao Đức Phật lại bác ra thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 28 của chương Nguyễn ở thành phố San Jose. Ở hội Lăng Nghiêm, ông A Nan trình với Đức Phật là ông có cái tâm. Đức Phật hỏi ông A Nan: "Tâm của ông ở đâu?" Ông A Nan trả lời với Đức Phật là tâm của ông ở trong thân ông. Đức Phật hỏi: "Tâm ở trong thân ông nó ở chỗ nào?" Ông A Nan trình thưa: Tâm con ở trong thân con. Đức Phật nói: Tâm ông ở trong thân ông, cớ sao nó không thấy tim, gan, tỳ, phế, thận của ông? Ông A Nan không trả lời được, liền nói qua chỗ khác: Tâm con ở trong mắt con. Đức Phật nói: Tâm ông ở trong mắt của ông, sao nó không thấy con mắt của ông? Ông A Nan không trả lời được, liền nói qua chỗ khác. Tâm con ở ngoài thân con. Đức Phật nói: Tâm ông ở ngoài thân ông, sau nói không thấy mặt ông. Ông A Nan không trả lời được, liền nói qua chỗ khác. Tâm con ở giữa trong và ngoài thân con. Đức Phật nói: Tâm ông ở đâu thì phải xác định rõ ràng. Ông A Nan trình với Đức Phật bảy chỗ của tâm nhưng nơi nào đức phật cũng bác bỏ câu chuyện này trong kinh thủ lăng nghiêm gọi là thất xứ truy tâm tức bảy chỗ tìm tâm khi thiền tông được phép chính quyền và giáo hội phật giáo việt nam cho công bố ra thì mới biết tâm chính là tánh phật của mỗi người nó nằm ở trung tâm não bộ của con người trung tâm não bộ của con người có cái kho gọi là Như Lai Tàng Tức kho chứa công đức và tánh Phật bằng điện từ quan Từ đây lan tỏa khắp châu thân Nên phóng ra lục căn của mỗi con người Là mắt, tai, mũi, miệng, ý, thân của con người Câu hỏi 29 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Thưa bác Người tu theo thiền tông lúc nào cũng sử dụng nhân, lễ, nghĩa, trí, tính hay tùy theo hoàn cảnh mà phải sử dụng 16 thứ tánh người. Nếu vì hoàn cảnh nào đó mà sử dụng tánh người thì công đức có bị bôi đen không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 29 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Căn bản người tu theo thiền tông lấy câu nhân nghĩa lễ trí tính làm đầu. Còn sử dụng tánh người là tùy theo hoàn cảnh nhưng phải khiêm nhường chứ không phải sợ hãi. Như vậy thì công đức không bị bỏ đen. Câu hỏi 30 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Thưa bác, ở cõi trời có bao nhiêu thứ tánh trời? Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 30 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose. Ở cõi trời có ba thứ tánh trời gồm một Cõi trời dục giới 2. Cõi trời hữu sắc giới 3 cõi trời vô sắc giới Câu hỏi 31 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Thưa bác, ở cõi trời đau sức, Bồ Tát sử dụng tánh gì thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 31 của Trương Nguyễn ở thành phố San Jose Ở cõi trời đau sức, các vị Bồ Tát sử dụng tánh Bồ Tát Bác Nguyễn Nhân và ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin cảm ơn hai cháu ở Mỹ là một là cháu Xuân Nguyễn, hai cháu Trương Nguyễn. Hai cháu đã hỏi 61 câu hỏi rất hay. Không ngờ các cháu ở Mỹ mà cũng có những kiến thức đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam sâu sắc như vậy. Bác Nguyễn Nhân và toàn thể ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu có đôi lời cảm ơn hai cháu Xuân Nguyễn và Chu Nguyễn. Các cháu có thắc mắc gì về pháp môn đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông Việt Nam? Cứ gửi Zalo về ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu. Bác Nguyễn Nhân sẽ trả lời cho các cháu. Bác Nguyễn Nhân. Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu xin chuyển lời của bác Nguyễn Nhân đến một chị Xuân Nguyễn ở Lichten, Sài Gòn, Garden Rover, tiểu bang California, Hoa Kỳ. hai Anh Trương Nguyễn, ở thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin cảm ơn chị và anh rất nhiều. Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu Nếu độc giả nào có thắc mắc về pháp môn thiền tông học này thì gửi Zalo cho một trong hai số điện thoại như sau. Số điện thoại 1 0792 400 843 Nhận câu hỏi Thiền Tông 1 Số điện thoại 2 0878 912 953 Nhận câu hỏi Thiền Tông 2 hoặc gửi câu hỏi qua email về địa chỉ thiền tông 2013 amocgmail.com Về phần câu hỏi, xin độc giả vui lòng thực hiện các phần như sau. 1. Câu hỏi ngắn gọn, hỏi về pháp môn thiền tông học này. 2. Xin nêu tên và tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc rõ ràng. 3 kèm theo tấm ảnh màu 4 x 6 cm. 4. Những câu hỏi hay được ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cho phát lên mạng thiền tông.com để nhiều người biết. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu